Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay thì Hùng Xe Cỏ sẽ thử cái chức năng tự động lùi vào chuồng trên BMW 740 Li phiên bản 2018 nha các bạn. Phiên bản mới nhất bây giờ thì ở đây là một bãi đỗ có khá nhiều xe và mình sẽ tìm một cái khoảng trống. Thì để kích hoạt cái chức năng này thì cũng tương đối là đơn giản. Chúng ta có thể nhìn ngay ở trên cái bệ tì tay này. Đấy, bạn có thể thấy là chức năng chữ P. Chúng ta chỉ cần kích vào đây mà thôi. Vâng, nếu như trong trường hợp dấu tích chữ P và vô lăng này chưa được tích thì chúng ta sẽ tích vào bằng núm điều khiển iDrive. Vâng, đây rất dễ đấy ạ. Thì ngay lập tức trên đây tôi có thể tích lại, Hùng có thể tích lại cho các bạn xem nhé. Đây, chữ P này, tự động này. Bây giờ mình sẽ thả tay ra và tiến từ từ. Đây, camera auto luôn. Và như các bạn thấy trên màn hình này thì toàn bộ các đường kẻ vân vân cũng như các cái camera khác, tuy nhiên nó lại thể hiện lên một cái bức tường. Vâng, gọi là cái làn, gọi là bức tường đấy, như bức tường Berlin luôn, dường như để bảo vệ cái xe. Hình 3D, màu sắc rất đẹp, cái màu xanh, cái màu đỏ. Thì Hùng sẽ tiến chậm chậm, chậm chậm, chậm chậm. Chung đâu đó khoảng 30-35 km/h, ok đó, quét liên tục. Tín hiệu nhảy múa, rất đẹp. Thực sự những cái thiết kế của BMW quá đẳng cấp luôn. Vâng, bây giờ thì xe đã tìm thấy rồi và yêu cầu dừng xe, đồng thời bật sinh an sang cái vị trí, sang cái hướng mà mình muốn đỗ vào. Và rất đơn giản, chúng ta sẽ giữ tay vào chữ P này, viết tắt của parking ạ, và thả tay ra, thả chân ra. Ôi, mẫu xe này phải rất nhiều tỷ đồng, 4-5-6 tỷ liền. Ui ui ui, phía sau camera là một chiếc 3 series, toàn xe đắt tiền thôi đấy, hoàn toàn là bỏ. Tuy nhiên mình sẽ thử cái P này, bỏ tay khỏi cái nút P này thì sao? Chúng ta sẽ bỏ, đó, xe dừng ngay lập tức. Và nếu như muốn lùi tiếp thì chúng ta lại giữ vào P. Nếu như các bạn còn nhớ thì Hùng đã từng trải nghiệm cái mẫu xe E300 thì nó sẽ tự động hoàn toàn. Tuy nhiên với 740 thì chúng ta vẫn phải giữ vào nút P này. Ôi ôi, vô lăng tự xoay. Dừng, dừng, dừng. Dừng chứ đừng có dầm. Chân đây nha các bạn. Đó. Và bây giờ xe đã dừng hoàn toàn. Số tự động về P. Toàn bộ quá trình chuyển số tiến, số lùi, xe tự động hết. Và khi đỗ vào, đỗ thẳng rồi thì lập tức là về vị trí parking, đỗ ngay. Và bây giờ mình sẽ xuống kiểm tra xem anh chàng BMW này đỗ có gọn gàng không. Nếu không gọn gàng, phạt ngay. Và các bạn có thể quan sát, đều như vắt chanh hai bên luôn. Đều như vắt chanh các bạn ạ. Các bạn có thể thấy đấy, thực sự một tính năng quá hay trên BMW 740 Li mới. Và bây giờ tôi sẽ tiếp tục thử một cái vị trí khác nữa, khi mà sẽ không phải là hai chiếc xe đỗ hai bên đâu, mà có thể là một xe và một bức tường nào đấy chẳng hạn. Bây giờ tôi sẽ lên xe tôi thử tiếp. Chúng ta sẽ tìm bất cứ vị trí nào ở trong cái khu vực bãi đỗ này, có vị trí nào, thử hết xem nó thông minh như thế nào. Các bạn nên nhớ rằng BMW 7 series mới, thế hệ mới này cực kỳ thông minh. Phiên bản này thì chưa có chức năng dùng smartphone điều khiển đâu, hoặc là remote. Tuy nhiên ở Việt Nam thì tính năng đó tôi nghĩ không cần, nhưng tính năng này sẽ rất cần. Vâng, xin nhắc lại cách cài đặt rất đơn giản thôi ạ. Rất đơn giản là chúng ta hãy dùng iDrive đánh dấu tích vào chữ P cùng với vô lăng đi kèm và cài đặt. Bây giờ tôi lại tiếp tục tìm bến đỗ mới. Lại lên đường thử thách. Chức năng ghép xe tự động đỗ song song vuông góc trên BMW 7 series mới. Chưa đây, ở đây có một vị trí, có một chiếc xe chỗ đỗ khá là hẹp. Ta sẽ thử thách nó. Wow, đã tìm thấy rồi. Stop. Vâng, bật tín hiệu và chỉ việc giữ vào nút P tiếp. Quá trình rất đơn giản.
Và nếu như thả ra thì lập tức các bạn có thể thấy là tự động phanh luôn. Đây tôi bỏ hẳn chân nhá. Các bạn bỏ hẳn chân này, bỏ hẳn tay này. Đấy, và tiếp tục giữ. Thực ra thử này hơi đau tim bởi vì xe thì nhiều tỷ. Nhỡ chẳng may có làm sao thì mình lại chả có tiền điện. Ui ui, phía sau lại là một chiếc BMW màu trắng rất đẹp. Màn chắn 3D rất đẹp. Nếu như các bạn xem trong những cái bộ phim kiểu như Nhiệm vụ bất khả thi, hoặc là những cái bộ phim công nghệ cao á, hành động với công nghệ cao, các bạn sẽ thấy những cái hình tượng này, những cái biểu tượng này rất nhiều. Ui ui, phía sau là một bức tường kính. Ui vâng, và lá chắn khiên chắn lại lên sát quá. Wow. Và P trên cần số, P trên màn hình điều khiển. Bây giờ chúng ta lại tiếp tục xuống xem anh chàng đẹp trai BMW 740 Li này độ có ngay ngắn gọn gàng không nhá. Nếu mà không ngay ngắn gọn gàng là về vợ mắng ngay. Thực sự là quá tuyệt vời luôn. Một mẫu xe dài như BMW 7 hơn 5m, to như thế này mà lại đỗ quá gọn gàng, mà chỉ cần một đỏ thôi nhá. Và thưa các bạn, đó chính là một tính năng cực kỳ hay và công nghệ rất cao, thể hiện một cái đẳng cấp công nghệ rất cao trên BMW 740 Li 2018 mới. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo. Các bạn hãy vui lòng like and subscribe kênh, hãy rung chuông thật nhiều vào để chúng tôi tiếp tục có những động lực để thử tiếp những cái tính năng mới, giới thiệu những cái mẫu xe mới, những công nghệ mới tới các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình tiếp theo.